Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin yên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương tràn đổ thánh thần Chúa xuống trên chúng con, để chúng con tiên vương trong cùng một đức tin và nhờ sức mạnh tình yêu thánh thần bổ dưỡng, chúng con mau đạt tới tầm hốc bí mật của Đức Kitô, người là đấng thần sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen.
sẽ dẫn các ngươi về đất nước của các ngươi, rồi ta sẽ tại nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch khỏi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thần, chính thần khí của ta. Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phát quy của ta. Đó là lời Chúa. Là vì ích chung.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, người vào một đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người cuốn sách tiên tri Isaiah. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi trao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, lần tiên giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người sẽ sắp lại chào cho cái phụ trách và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt trong Chúa nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai đến đều công nhận lời người, và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đó là lời Chúa. Nhất là đổi mới những con người sống trên bộ mặt địa cầu này,
Dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần cũng thúc động lòng người ta và ban cho người ta có những khả năng để làm những công trình rất tốt đẹp trên địa cầu này. Nhưng mà không phải chỉ nhằm đến những cái chuyện bên ngoài, những cái chuyện vật chất, chuyện làm đường, chuyện xây nhà, chuyện trang trí này khác đâu. Chúa Thánh Thần tôi thúc Chúa Thần ban khả năng để người ta có thể làm được điều đó. Nhưng mà Chúa Thánh Thần không chỉ làm điều đó đâu. Điều quan trọng đây là con người chúng ta. Cái con người chúng ta đã được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Chúa, là tình yêu, là con người có lý trí, có trí khôn này, học biết, rồi có cái tin, cái yêu thương, cái sự cao quý con người là ở chỗ đó. Chứ con người không phải chỉ sinh ra để ăn, ngủ, rồi chơi, rồi lớn lên, rồi chết. Con người không phải chỉ có vậy. Con người sinh ra để sống, để dấn thân, một sự làm cho con người của mình nó được tốt đẹp, cho xã hội, cho đất nước này, cho bộ mặt địa cầu này càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Và cái điều quan trọng mà Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần quan tâm để mà xây dựng lên trên trần gian này, trên bộ mặt địa cầu này là những con người, là đỉnh cao của tạo thành. Chúa dựng nên con người cuối cùng nào các con, nhớ không? Sau những chuẩn bị các thứ rồi, Chúa mới dựng nên con người giống như ba mẹ các con. Trước khi sinh các con ra thì ba mẹ lo cất nhà này, lo cho có những điều kiện phương tiện để khi các con sinh ra thì các con có đủ những cái phương tiện, những điều kiện để các con được nuôi dưỡng, được chăm sóc, lớn lên trở thành con người không phải quá khổ sở, không phải quá thiếu thốn mà sống không ra người. Nên Chúa cũng vậy, Chúa chuẩn bị mọi thứ và Chúa còn quan phòng chăm sóc mọi điều để trước khi Ngài dựng nên con người chúng ta như là đỉnh cao của công trình tạo thành của Ngài. Cho nên Ngài muốn con người là được hạnh phúc, được phát triển, và Chúa ban ơn cho con người, Chúa ban Thánh Thần của Ngài đến để giúp cho chúng ta thực hiện điều đó. Thì Chúa Thánh Thần không có làm hết cho chúng ta đâu. Để rồi, hay là Chúa Cha cũng không có muốn dựng nên chúng ta cho nhỏ nhỏ về giống như phù đồng thiên dương ấy, lúc đầu mấy bữa bắt đầu dương ra lên những người lên to, không có làm kiểu phù thủy đó, mà Chúa cho mình lớn từ từ rồi chăm sóc cho đi học rồi phát triển, rồi cố gắng, con phải có cố gắng để mình hoàn thiện con người của mình dần dần. Cho nên học thử, học mãi, học hoài để phát triển lên. Ai không chịu học, ai không chịu thăng tiến là lùi. Cái đầu mình càng ngày nó càng dở đi. Có khi cả những người không tin giỏi nhưng mà không chịu làm việc, không chịu học thì nó cũng giống đi, nó cũng giờ từ từ dở đi. Cho nên Chúa Thánh Thần đến đổi mới bộ mặt địa cầu này, đổi mới con người của chúng ta, nhất là con người khi lúc đầu thì Chúa dựng nên tốt đẹp lắm, nhưng mà con người phạm tội theo lời xúi quẩy của ma quỷ cho nên phạm tội, và khi phạm tội như vậy thì con người càng ngày càng tách rời với lòng tình thương của Chúa, để rồi sống thiếu ở Chúa, thiếu cái sự cố gắng phát triển theo cái ý của Chúa, cho nên từ từ sa sút và đến đau khổ và chết. Nên trong tình trạng đó, Chúa thương, Chúa giải thoát chúng ta khỏi khó khăn đó, như là Ngài đã giải thoát cho dân Chúa ra khỏi ảnh nô lệ của Ai Cập để đưa họ về miền đất hứa, để dẫn dắt và đào luyện họ, chăm sóc để họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc nước trời để đứng vào miền đất hứa. Đó là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, muốn chúng ta, và Ngài ban Thánh Thần nó để giúp cho chúng ta được đổi mới, được trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên đổi mới bộ mặt địa cầu này, điều quan trọng là Ngài đổi mới những con người sống trên bộ mặt địa cầu này, này, sống trên đất này, này, để chúng ta sống chân thì đạp đất, nhưng mà đầu với đội trời chúng ta phải hướng lên. Chúng ta không có đi bằng cái đầu, chúng ta không có cắm đầu xuống, chúng ta hướng lên để chúng ta phát triển thành một con người hướng về Thiên Chúa,
biết hướng về Chúa là cùng đến đời sống của mình. Và chính vì vậy mà Thiên Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe đó, qua thư Ngài gửi cho giáo đoàn nào có biết không? Đã nghe nói, nghe đọc không? Có nghe gì chưa? Có hai lỗ tai chúng nào thấy có hai cái lỗ tai không có nghe này. Đọc là bài chúc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu gì? Rồi ác mũi
tâm hồn đau thương, rồi loan báo tin ân sáng cho những người bị giam cầm, rồi phóng thích cho những người đang gặp khó khăn, rồi làm phục vụ cho những con người đang cần được tình thương, cần được sự nâng đỡ, cần được yêu thương. Những người nghèo khó ở đây không phải chỉ là những người không có tiền, không phải là chỉ những người ăn xin, họ mới là người nghèo khó đâu, mà là những con người đang thiếu. Thiếu gì các con biết? Người nghèo khó đây là người thiếu gì? Họ thiếu những cái nhu cầu mà cần phải có, để đâu cần phải có để họ sống cho xứng với một con người, xứng với người con của Chúa. À, con người như vậy cũng có thể là thiếu tiền, hay có thiếu cái cơm ăn áo mặc, hay là thiếu nhân cách, thiếu cái trí khôn này, rồi có khi thiếu sức khỏe, hoặc là thiếu sự cố gắng, thiếu sự siêng năng, thiếu cái tính ngay thẳng, cái sự chăm chỉ làm việc, thiếu những điều đó, rồi nó thiếu những cái điều mà nói chung là những điều cần để mình có thể sống cho ra một con người và ra người con của Chúa nữa, chứ không phải chỉ làm người rồi thôi đâu. Cho nên những người nghèo, người khó là những người đó. Có những người họ không phải là ít tiền hoặc nhiều tiền lắm, nhưng mà họ thiếu cái ý chí, thiếu cái đời sống đạo đức, nên họ không có làm việc, họ không có sống tốt lành, họ ăn nhậu, họ đi chơi bời lêu lỏng để làm cho đời sống của họ nó tồi tệ đi. Họ không xứng đáng là con người là được trân trọng, được yêu thương, rồi họ không xứng đáng là người con của Chúa. Đó là những người nghèo khó, mình phải loan báo tin mừng cho họ. Rồi có những người đang sống ở trong tội lỗi, hay những người mà chưa được biết Chúa, họ đang thiếu tình thương, thiếu sự yêu thương. Có những người xem ra sang trọng, là giàu sang, ở nhà cao cửa rộng, có nhiều tiền, nhưng mà họ cũng được yêu thương. Có những người như vậy, có những người ở trong những cái nhà cao cửa rộng, nhưng mà họ có hạnh phúc, họ đang thiếu tình thương, thiếu tình thương của con cái, của người vợ, người chồng của mình, hoặc là các thiếu niên là thiếu tình thương của cha mẹ, của những người lớn mà có trách nhiệm chăm sóc mình. Cho nên họ, đó là những cái người mà đang cần phải được loan báo tin mừng, tức là tin vui cho họ. Loan báo đó khi mà chỉ loan báo bằng miệng mà bằng đời sống của mình, như các con có thể loan báo tin mừng cho ba mẹ con được không? Được không? Loan trở thành người loan báo tin mừng cho ba mẹ, cho những người thân yêu của mình.
đó là cái điều tốt, hoặc là các con quan tâm chăm sóc ẵm em, tìm nơi chăm sóc em của mình hay phụ với ba mẹ, đó là cái cách chúng con làm cho đời sống của mình, cuộc đời của mình trở nên một tin mừng cho người khác, con có thể loan báo tin mừng cho người khác, chứ không phải chỉ có cha sở, cha phó hay là những người mà dạy giáo lý cho các con mới là người loan báo tin mừng, hoặc là những người đi ra truyền giáo bên ngoài mới là người loan báo tin mừng đâu, mà ngay đời sống của các con này, còn dù là còn nhỏ nhưng mà các con có thể trở thành người loan báo tin mừng cho những người nghèo khó, người đang cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được chia sẻ nâng đỡ bụi an, cần cái gì mà họ có để có thể sống tốt, sống hạnh phúc và sống xứng đáng là con cái của Chúa. Cho nên trong đại hôm nay con cầu xin Chúa ban sai Chúa Thánh Thần đến đổi mới của mặt địa cầu này, để chúng ta không có đơn giản nghĩ về cái chuyện làm đường, làm nhà, làm cái chuyện bên ngoài, mà là đổi mới tâm hồn của từng người trong chúng ta, đổi mới để cho chúng ta đi sống tốt hơn, sống như người thực sự có Chúa Thánh Thần, sống người biết dùng ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ đến chung, và biết trở nên người loan báo tin mừng, trở nên chính tin mừng cho những người xung quanh của mình, nhất là những người thân yêu của mình, cha mẹ, ông bà, thầy cô, những người có liên hệ với mình, để trở nên cái người loan báo tin mừng cho họ, trở nên chính tin mừng cho nên mình ở đâu người ta thấy mình, người ta tiếp xúc với mình, người ta sống với mình và người ta cảm thấy vui, người ta cảm thấy hạnh phúc, đó là các con đã xứng đáng với ơn Chúa Thánh Thần mà con cầu xin và ngài ban cho các con, nhất là ban cho con đặc biệt qua thánh lễ này, qua cái bí tích tiệm sức mà các con sẽ được vận nhận giờ đây. Chắc chắn ơn Chúa Thánh Thần cũng không có loại trừ những người khác ngoài 55 em mà được vận nhận bí tích tiệm sức hôm nay đây đâu, mà Chúa Thánh Thần ban xuống cho tất cả chúng ta những cái ơn ban cần thiết của ngài, mà chúng ta cần thiết nhận cái ơn đó, xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta đi sốt sáng mở lòng đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần, và xin ngài cũng thúc đẩy như cho chúng ta biết nghe lời Chúa Thánh Thần để đời sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thăng tiến mỗi ngày, và thực sự đi loan báo tin mừng cho những người khác bằng đời sống, bằng lời nói, việc làm của mình, và cho mình trở nên chính tin mừng được loan người xung quanh, cho khắp, cho mọi người ở khắp nơi trên bộ mặt địa cầu này, để mọi nơi nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà có càng ngày càng có nhiều người người tốt, người xứng đáng hơn, và niềm hạnh phúc cũng sẽ được lan tràn khắp cuộc đời. Thank you.
xin đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Cử chỉ Đức Giám Mục đặt tay và cầu nguyện diễn tả việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên những người đã nhận nghi thức thêm sức. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Giám Mục cầu nguyện cho các cụ nhân. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh cho tôi tới chúa nay bởi nước và thánh thần. Khi giải thoát khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa thánh thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thậm chí khôn ngoan và thông hiểu, thậm chí lo liệu và dũng mãnh, thậm chí suy biên và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sơ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Được thông phần vào chức vụ ngôn sứ, vương đế và tư tế của người. Việc ghi dấu thánh thánh cũng nhắc nhở các em về dấu của Chúa Kitô, dấu đau thương nhưng cũng là dấu chiến thắng. Người mang dấu ấy phải hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, các đã bước theo đường của người, sẵn sàng chịu mọi sự khó khăn gian nan vì đạo Chúa, và luôn nhớ rằng nhờ dấu ấy mà loài người được cứu rỗi, và qua dấu ấy mà mọi người mới tìm được sự sống vinh quang. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Thank you.
với ơn ban Chúa Thánh Thần qua bí đức thêm sức. Từ nay các em sẽ trở nên chứng minh cho Đức Kitô qua việc bảo vệ đức tin, sống đạo đức tích cực, nhiệt thành xây dựng giáo hội và hăng say loan báo tin mừng bằng đời sống của mình. Để đáp ứng những đời hỏi trên đêm cô con người.
như anh chị em, hàng tăng kỳ kim nữ Thi Chúa, là sư mừng mẹ và vui mừng trong Chúa than thở. Xin Chúa thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được yên vui là gia toàn năm chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhân từ chấp nhận các đôi nơi Chúa nay cùng với con một Chúa, để khi đã được ghi dấu thân gia và xin dầu thiên liêng, nhờ luôn kết nghiệp với người mà chấp mình cho Chúa, càng ngày họ càng đạt được đâu nhờ Chúa thân tộc các điều giàu hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cùng một thể chân ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng là ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ơn tôi mà vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa đã thương cho
chúng con ta thiên đại xin Chúa cho chúng con khi không còn mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức tin cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúng con, Đức Cha Phêrô cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến những người con mà Chúa đã đón chiêm ngưỡng tấm lòng và thêm sức giàu. Xin Chúa gìn giữ tất cả các em trong ơn nghĩa của Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống mãi và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân phận cuối cùng chúng con đã biết cầu trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được còn minh sát công nhân Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được cầu Chúa hằng sống và đời. Amen. Bình
hội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên chúa. Lạy chúa, con dâng danh chúa thương và nhà con, nhưng xin chúa ban một lời vì linh hồn con sẽ thành thánh.
Lạy Chúa, xin cho những người mà Chúa đã nhận đầy ơn huệ của Thánh Thần và đã làm cho lớn lên nhờ lương thực của con Chúa cũng được giao ơn đầy đủ về lề luật của Chúa, để trên thế giới họ luôn bày tỏ sự tự do của con cái Chúa, và nhờ sự thánh thiện họ có thể nêu bật vai trò tiên tri của dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ân thánh thần cung trào như vậy, tội thế gian quá thánh từ ôn trọng kính Đức Cha Đức Xe giám mục giáo phận phú vương, trọng kính Cha Phêrô hoàng hạt thượng chi, Cha Sở, Cha Phó, quý cha đại thế. Rất hạnh phúc và vui mừng được hòa chung niềm vui với các giáo nhân ngày lãnh nhận phòng thánh thiên chức. Hôm nay họ đạo tha la chúng con rất vinh hạnh thăng quan chào đón Đức Cha Như Xê giám mục giáo phận về thăm một vụ ban chức thiên chức tại xứ đạo chúng con, cùng thăng quan kính chào cha quản hạt quý cha về điện kinh thánh lễ. Trong tâm tình là những người con trong đại gia đình giáo phận, còn con kính xin Đức Cha quý cha lớn mở rộng vòng tay nhận từ cộng đồng xứ đạo chúng con lời chào với tất cả tâm tình kính trọng yêu mến và vâng phục. Kính thưa Đức Cha Đức Xe, Cha Hoàng Hạ, quý cha, để có được niềm vui hồng phúc ngày hôm nay, đó là cả một hành trình dài, con cháu chúng con với biết bao cố gắng và nỗ lực, kiên trì phấn đấu, chăm chỉ học tập, trao dồi kiến thức, để được thấu hiểu, thấm nhuần điều răn giới luật của Thiên Chúa và Hội Thánh, và cũng để được lắng nghe lời giảng huấn diễn dạy lời Chúa trong tin mừng, để rồi mở rộng tâm trí lòng đón nhận tuân giữ và thực thi trong đời sống hiện tại và mai sau. Nỗ lực vất vả của ngày hôm qua, hôm nay nhận được niềm vui hồng phúc hướng tới ngày mai lập tràng thánh ăn, tất cả là học ăn Chúa ban tặng. Và để có được thành quả tốt đẹp hôm nay, đó chính là nhờ sự quan tâm chăm lo coi sóc của cha sở cha phó chúng con, người một tử nhân lành tận trung của Chúa với tất cả tấm lòng nhiệt thành tận tâm đầy tình nhân ái yêu thương từ trái tim người cha, cùng sự liên kết đồng hành của quý thầy quý sư quý vị các bậc tôn trung nhân hậu trên đường của Chúa với tất cả tấm lòng quảng đại nhiệt tâm dạy bảo trở nên bằng tâm tình bao la chan chứa tình mẹ, cùng sự cộng tác tích cực hăng say đầy nhiệt huyết của quý giáo quý nhân luôn tận tình chỉ dạy hướng dẫn dắt dìu bằng cả tâm tình yêu thương làm lan tỏa tình người xứ đạo, và cùng sự đông đốc dõi theo đầy trách nhiệm của quý ông bà cha mẹ, để rồi tất cả cùng hợp lòng chung tay hiệp sức đúc kết lên 56 tâm hồn trong trắng hồn nhiên đơn sơ thánh thiện, làm thành lễ vật tinh tuyền tiễn dâng lên Thiên Chúa. Nguyện cầu Thiên Chúa yêu thương đón nhận. Và hôm nay đây, con cháu chúng con được Thiên Chúa ban tặng hồng ân của Chúa Thánh Thần, với niềm thăng quan tiến bước lên đền thờ Chúa, đảnh nhận bí tích thiên sinh
từ Đức Cha Giuse kính mến trao bày. Con cháu chúng con có được Thiên Chúa yêu thương ban thưởng ân sủng ân tính của Chúa Thánh Thần, là tài sản thiêng liêng vô giá, làm hành trang hồng ân đức tin vững bước đi vào đời sống của người Kitô hữu, sẽ mãi mãi là chứng nhân loan báo tin mừng của Chúa trong đời sống hôm nay và mai sau. Với tất cả tâm tình đoàn con xin đạo, thì cùng với các cháu thân yêu, chúng con xin thánh lòng tri ân và cảm ơn Đức Cha rất nhiều, vì Đức Cha vẫn mãi là Đức Cha thân yêu của họ chúng con. Dẫu cho dòng thời gian vẫn trôi, nhưng trong ký ức ký lòng của chúng con vẫn còn lưu nhớ mãi về người cha thân thương với đầy lòng biết bao là kỷ niệm khi mỗi dịp được gặp lại. Chúng con cũng xin cảm ơn cha quản hạt quý cha toàn thể đã dành tâm tình yêu thương quý mến ngày lễ dân thánh lễ cầu nguyện cho con cháu chúng con. Cách riêng chúng con rất cảm ơn cha sở, cha phó, quý thầy, quý sư, quý dì, quý cháu quý duyên đã nhiệt tình tận tâm dạy bảo rất nhiều và trở nên nên con cháu chúng con có được hồng phúc đáng nhớ mãi trong đời. Đầu con nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân ơn lành và bình an của Chúa xuống trên Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý nhị, quý giáo quý duyên và toàn thể cộng đồng hôm nay và mãi mãi. Đoàn con kính dâng Đức Cha đón qua với tất cả tâm tình tri ân. Giáo lý mới này và cách dạy giáo lý mới này mà cha đã
cùng với các cha trong giáo phận đã suy nghĩ bàn bạc cũng tranh luận với nhau để rồi vượt qua tất cả những cái e ngại, những khó khăn, bởi vì đổi cái nào thì cũng có những cái khó, và nhất là bạn sự khởi đầu nan, giai đoạn ban đầu thì rất là cực vì nó đủ nhiều thứ, thay đổi sách vở, cái cách dạy, rồi cái cách học, rồi nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà xét thấy cái đây là một cái nhu cầu, một cách thức để đào tạo giáo dục đức tin, và vì giáo dục đức tin để cho mình có một cái đức tin nó vững vàng dựa trên lời Chúa, dựa trên những cuộc tiếp gặp với Đức Giêsu Kitô, chứ không phải chỉ là đi học một bài trả bài mà không hề gặp gỡ, không hề biết Đức Kitô. Nên những cuộc đối thoại vừa rồi để cho hỏi các con còn nhút nhát là chứng tỏ là các con rất là e ngại và chưa hề quen cái việc mà tiếp xúc với lời Chúa, suy nghĩ với lời Chúa và có những cái cuộc gặp gỡ đến Chúa Kitô. Cho nên việc giáo dục này cũng còn phải được đổi mới, và cha đã cùng với quý cha chọn lựa cái bộ giáo lý mới mà chúng ta theo đó. Bộ giáo lý là bộ giáo lý hiệp thông của Tổng giáo phận Sài Gòn đã soạn ra, và các cha cũng đã được nghiên cứu, được trình bày, tôi thấy nó có rất là nhiều những cái điều mà rất là thích hợp, rất là quan trọng để cho việc giáo dục đức tin nó được tốt đẹp hơn. Và đồng thời cái việc Phật giáo lý đây không chỉ là việc giáo dục đức tin cho ta sống đức tin để lên thiên đàng, mà còn để đào tạo cái nhân cách của con người, để các con sẽ có một cái nhân cách nó vững vàng hơn, những cái nét nhân bản được đào tạo để các con sống ở trong gia đình, trong giáo xứ, xã hội và trong giáo hội như là những người có cái nhân cách, có bản lĩnh của mình, có sự hiểu biết và cái cách sống đó để giúp cho các con dễ thành công hơn trong cuộc sống, để dù các con ở ngoài đời hay các con đi tu thì các con đều có một cái nhân cách xứng hợp, một cách vững vàng. Đó là cái việc giáo dục đức tin và việc đào tạo cái nhân cách không chỉ nhân bản mà còn cái nhân cách Kitô hữu của mình nữa. Cho nên cha đã cùng với quý cha thống nhất là chọn bộ giáo lý này trong toàn giáo phận, chúng ta sẽ chỉ học cái này, để rồi mai mốt thì các cha ở đây mà đi sang các giáo xứ khác trong giáo phận quốc cường của chúng ta thì các cha không ngại, không cảm thấy mình lạ lẫm khi phải hướng dẫn giáo dục đức tin cho các em, là lo cho các em học giáo lý, rồi các cha ở chỗ khác đến thay đổi thì cũng không có gì khó khăn cả. Cả các sơ hay là các anh chị giáo viên viên cũng vậy, việc thay đổi này có thể là cũng sẽ có khăn, nhiều người lo sợ là các anh chị giáo viên viên sẽ phải học sức mạnh giáo lý rồi sẽ dạy rất là khó khăn lắm. Nhưng mà rồi thầy trình bày có thấy trong cái chương trình giáo lý này có sách của học viên nhưng mà có sách của giáo viên viên nữa, thì giáo lý viên coi những cái phần mà ta trình bày cho kỹ, hướng dẫn cho những câu hỏi để tiếp xúc với lời Chúa, và chính anh chị, các anh chị giáo lý viên cũng tập quen để gặp gỡ, tiếp cận với lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa, gặp gỡ Đức Kitô qua lời Chúa đó, và có những câu hỏi gợi ý rõ ràng để các chị coi theo đó và hướng dẫn cho các em. Còn sư phạm giáo lý thì nó không có cái gì mới đâu, miễn là các anh chịu, các anh chị giáo lý viên theo đó là theo sự hướng dẫn cụ thể trong cái sách hướng dẫn cho giáo lý viên để dạy cho các em trong từng bài cụ thể đó. Rồi cha tin rằng các con khi mà học như vậy thì các con sẽ dạng dĩ hơn, các con sẽ cởi mở hơn, và các con sẽ lanh lẹ hiểu biết về Kinh Thánh nhiều hơn, và nhất là các con có nhiều điều kiện để gặp gỡ Kitô trong Kinh Thánh, trong cầu nguyện và trong đời sống của mình. Như thế đời sống đức tin của các con sẽ vững vàng hơn, và cái tư cách của nhân cách của các con trong cuộc sống hàng ngày nó cũng sẽ được đào tạo cách kỹ lưỡng hơn, giúp cho các con sống ngày càng trưởng thành lên hơn. Hy vọng là nhờ đó thì các con cũng sẽ trở nên niềm vui của cha mẹ, ông bà, phụ huynh của các con.
cha mẹ cảm thấy rằng con cái của mình hôm nay nó được giáo dục đức tin vững vàng hơn, và cái nhân cách của cái con em của mình nó cũng được xứng đáng, ít có những cái nguy cơ nguy hiểm khi phải đối diện với những trào lưu tục hóa trong thế giới này, trong xã hội này. Để cho lòng báo các con như vậy, để các con chuẩn bị tinh thần mà học theo cái chương trình mới, không phải là giáo lý với thiện căn, không phải những cái điều mới lạ đâu, học giáo lý mới đâu, mà là những điều cũ mà sẽ nghiêng về vấn đề tiếp xúc với cả các kinh thánh, được gặp gỡ Chúa trong thánh kinh, và có những suy nghĩ, có những cái cố gắng để giáo dục đức tin của các con, hơn là chỉ lo học thuộc bài để trả bài, rồi lãnh biết tích xong rồi thôi, không cảm thấy không có niềm tin gì cả, và khi đời sống nhân bản của mình cũng không được đào tạo giáo dục. Cho nên cha mong là các con ý thức được cái điều này, để các con sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn mới của quý cha, của các anh chị giáo lý viên, các sơ hướng dẫn cho các con. Và tôi cũng tin tưởng và mong mỏi là quý cha xứ cũng như quý sơ, các anh chị giáo lý viên, các thầy, người hướng dẫn cho các con cũng sẽ cố gắng thích nghi với cái bộ giáo lý mới này trong tinh thần mới, để nhờ nó thì khi lo việc giáo dục đức tin cho các em, cũng như đào tạo nhân cách của các em qua chương trình giáo lý này, thì không phải chỉ có các em được đổi mới, được thăng tiến, mà chính những người hướng dẫn cho các em cũng mang lại rất nhiều ích lợi cho đời sống của mình, cho đời sống đức tin và cả trong đời sống nhân bản hàng ngày của mình nữa. Xin chúc tất cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta được có nhiều cái điều tốt đẹp cho một tương lai mới, một cái sức sống đức tin và cái đời sống của giáo xứ càng ngày càng phát triển cách tốt đẹp như lòng mẹ giáo hội đang tha thiết mong đợi. Và thực sự tôi nói điều này, nên tôi quyết định điều này là nói với tất cả ý thức trách nhiệm của mình mà chính giáo hội trao cho người mục tử của giáo phận phải lo cho cái việc dạy giáo lý và cái phương cách dạy giáo lý còn phải sinh hoạt. Nên xin cảm ơn tất cả mọi người và mong các con càng ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Như làm sao cho đến đây thì gặp các con sẽ dạy lý, chả hỏi những gì là các con nghiên cứu xong câu hỏi là các con đi lên đây lên rồi, chứ không phải đợi chờ hỏi anh làm càng hỏi càng cúi mặt sâu xuống thì chán lắm nha. Được các con. Chúng con xin cảm ơn Chúa Thầy. Sau đó, chúng con xin cảm ơn Chúa Thầy, Chúa Thầy, Chúa Thầy, Chúa Thầy, Chúa Sơ, Chúa Đấng Linh Thiêng cùng chụp chung với chúng con luôn lần lưu niệm. Xin mời cộng đoàn của chúng ta cùng lắng nghe phép lạ của Thầy. Chúa cùng anh chị em, xin đi Chúa là cha toàn năng, đón đã tay xin anh chị em với nước và thánh thần, đã làm cho anh chị em nên dường từ của Chúa, ban phúc lành và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình yêu hiền hữu của Chúa. Xin cầu một Thiên Chúa nâng đưa cho thánh thần chân đi ở lại mãi trong hội thánh, ban phúc lành và dùng quyền lực của người mà cũng có anh chị em trong việc tuyên xưng đức tin chân chính. Xin Chúa thánh thần đấng đã nhóm đưa kim bên nơi tâm hồn các môn đề, ban phúc lành và dẫn đưa anh chị em đã được quy tụ đến một thắng được đến hướng niềm vui của nước Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và thánh thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.